Trump nhận án phạt 355 triệu USD bị cấm kinh doanh ở New York. Một thẩm phán ở New York yêu cầu Trump trả 355 triệu USD vì cáo buộc gian lận và cấm ông điều hành các công ty ở bang này trong 3 năm. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa vào tháng 11 này, bị buộc tội thổi phồng tài sản của mình một cách bất hợp pháp và thao túng giá trị tài sản để có được những khoản vay ngân hàng hoặc điều khoản bảo hiểm ưu đãi. Thẩm phán Arthur Egoron trong phán quyết đưa ra ngày 16 tháng 2 cho biết các hình phạt tài chính đối với cựu tổng thống là hợp lý. Ông nói rằng Trump cùng hai con trai hoàn toàn không thấy họ ăn năn hay hối hận vì những hành động của mình. Các con trai của Trump là Eric và Donald Trump Jr. cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý trong sự việc và bị buộc trả hơn 4 triệu USD mỗi người phản ứng trên mạng xã hội trump gọi phán quyết này là hoàn toàn giả dối ông nói thẩm phán trong vụ án đã quanh co và công tố viên chắc chắn bị mua chuộc đội ngũ pháp lý của cựu tổng thống cho biết ông sẽ kháng cáo vì đây là vụ án dân sự không phải hình sự nên trump không có nguy cơ bị phạt tù nhưng ông từng nói trước phán quyết được đưa ra rằng lệnh cấm tiến hành kinh doanh ở bang new york sẽ giống như một án tử hình cho doanh nghiệp Trump người đang đối mặt với 91 cáo buộc hình sự trong các vụ án khác nhau, tuyên bố rằng các vụ kiện có động cơ chính trị nhằm làm tổn thương ông trước cuộc bầu cử. Với tư cách một nhà phát triển bất động sản và doanh nhân ở New York, Trump đã xây dựng sự nghiệp của mình và sử dụng nó làm bàn đạp để gia nhập ngành công nghiệp giải trí và cuối cùng là hướng tới chức tổng thống. Phán quyết mới nhất của thẩm phán là một chiến thắng dành cho Tổng trưởng lý New York Letitia James. Bà yêu cầu Trump trả 370 triệu USD với hành vi thổi phồng giá trị tài sản, cũng như đề xuất cấm ông kinh doanh tại New York. Đây là một chiến thắng to lớn cho bang của chúng ta, cho quốc gia và cho những ai tin rằng tất cả mọi người đều phải tuân thủ quy tắc giống nhau, ngay cả các cựu tổng thống. Bà nói. Phán quyết kết thúc một tuần trong xó đối với Trump, cựu Tổng thống Mỹ đã xuất hiện tại một tòa án khác ở New York hôm 15 tháng 2, nơi ông phải đối mặt với cáo buộc che đậy bất hợp pháp các khoản thanh toán tiền bịt miệng. Tại Atlanta, Georgia hôm 16 tháng 2, các luật sư của Trump đã đại diện ông tham dự một phiên tòa về cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, nơi ông đã để thua Tổng thống Biden. Một phiên tòa riêng biệt về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử của Trump đang được hoãn lại ở Washington, trong khi ông tìm cách khẳng định quyền miễn trừ tổng thống của mình. Cựu tổng thống sẽ bị xét xử ở Florida vào tháng 5 với cáo buộc lấy đi hàng loạt tài liệu tuyệt mật khi ông kết thúc nhiệm kỳ và cản trở các quan chức thu hồi chúng.